hợp pháp của gia đình mình. Thì hôm nay hai con trai mình vẫn chưa đi học á, tại vì sau cái vụ cháy nhà xưởng như vậy đó, ở ngoài trời rất là khí, vẫn còn ngoài trời rất là ô nhiễm á, nên là hả ở đây người ta đã thông báo là không có cho học sinh đi học đó, nên là hai bé vẫn tiếp tục ở nhà với mình nha. Thì trưa nay mình sẽ ăn cơm với lại mắm chưng thịt, cơm với mắm chưng thịt với lại nước tương nè, và bên này là một chén ổ hoa. Ổ hoa này là hôm bữa mình mua được nhiều quá, mình làm xong rồi mình để sẵn ở ngăn đá đó, mình nhồi xong rồi mình nhồi thịt vào bên trong mà mình để ngăn đá, khi nào mình ăn đó, mình chỉ việc mình lấy ra mình đun lên thôi. Mời mọi người ăn với mình nha. Cái món này á, quý vị giỏi, cái món này thì hai bé nhà mình không biết ăn rồi, chỉ có mình ăn à. Xin chào mọi người. Đấy, Bibi Ran không có đi học ở nhà. Đây, rồi. Toàn có đi học và ở nhà. Rồi, mọi người ăn nha. Mắm chưng thịt này đáng lẽ là phải ăn cơm với lại sườn, sườn nướng, cơm tấm sườn nướng ha. Nhưng mà nhà mình có gì thì mẹ ăn lấy. Đúng cơm Việt Nam luôn ha mọi người ha. Ông xã mình á thích ăn cái món mắm chưng này lắm. Ông xã mình gọi cái món mắm chưng này nó giống như ba tê á. Ông xã mình kêu cái món mắm chưng này là ba tê Việt Nam. Hôm nay thì ông xã mình vẫn đi làm, nhưng mà đi ra ngoài mọi người cũng phải tranh thủ đi nhanh, đâu có dám đi chậm. Hồi nãy ông xã mình gọi về hỏi là ở nhà có gì không, mình bảo không. Thương lại được ông xã mình nghe trên đài nói là ở ngoài á bây giờ người ta đang ngửi thấy rất là nhiều mùi ga. Nói hả, đâu có ai dám đi ra đường đâu, ngoài đường bán te à. Tội nghiệp mấy cái người bán ngoài chợ mọi người, nãy mình coi trên TV á, mấy người mà buôn bán ở ngoài chợ họ ế hết luôn à, ế ẩm luôn à, đâu có ai ra ngoài đường mua hàng đâu. Nên là hả, đồ mà họ mang ra chợ bán ngày hôm nay đó là hả, không ai mua thì hả. Đây là đồ họ mang ra ngoài chợ bán á, ngày hôm nay sẽ không có ai mua nên là rất là ế. Trời đẹp lắm nhưng mà không đi ra được đâu con à, tại vì hôm qua nó cháy á. Bây giờ ở ngoài không khí rất là ô nhiễm á, con đi ra ngoài là bệnh luôn á, về bệnh chết luôn á. Bi hỏi hôm nay trời đẹp mà sao mẹ không cho con đi ra ngoài vườn, ngoài vườn gần công viên gần nhà chơi mà đâu có ra được đâu. Ra về ra ngoài đấy nó hít không khí là chết luôn á. Con miếng ớt nào nó cay cay đã gì đâu. Tội nghiệp mấy người bán ở ngoài chợ, không ai mua hết, ế chết. Bao nhiêu là tiền mà mình cũng chưa đi siêu thị nữa nè. Rất là mai không biết sao đi siêu thị đây, đồ ăn ở nhà cũng gần hết rồi mà đi ra ngoài đường như thế này
biết sao đây. Ngoài đường á không có một bóng người luôn. Đúng, thành phố đang ngủ mọi người. Anh này ngon lắm mọi người. Mắm chưng thịt này làm rất là đơn giản. Nha. Mình không quay clip. Nếu mà mọi người muốn mình quay clip mắm chưng thịt này bún nào. Có thời gian mình sẽ làm, mình quay cho mọi người coi. Còn làm rất là đơn giản. Ăn hao cơm. Giờ mình vừa ăn thử cái nổ hoa nha. Cái nước nó rất là đắng mọi người. Đắng kinh khủng luôn ta. Đắng, đắng, đắng. Muốn bỏ ở đây hả? Mang qua kế bên mẹ. Cho mẹ. Sao đắng dữ ta? Đắng quá trời đắng luôn. Ở Việt Nam mỗi lần Tết đến á hay làm cái món ổ hoa nè, người ta nói ăn ổ hoa cho mọi khổ đau đau đớn đều qua hết. Mới có đúng như vậy không mọi người? Mọi đau khổ khổ đau giờ sẽ hết. Nên là mọi người thấy mâm cỗ ngày Tết đó, đa số nhà ai cũng có một nồi ổ hoa. Ăn này nhớ tới Việt Nam. Nó hồi bé mọi người. Mình còn lúc còn bé hay mong tới Tết sớm để được lấy lì xì. Con Fini hả? Hả? Con xong rồi hả? Mỗi lần đến Tết là mong tôi tới Tết sớm để mà được lãnh tiền lì xì. Còn bây giờ mà mỗi lần đến Tết á là mong cho Tết nó qua nhanh xíu. Tại vì Tết đến là già đi một tuổi. Đúng không mọi người? Ngon quá. Ổ hoa này trồng được ở Pháp nè mọi người ơi. Trồng được ở miền Nam nước Pháp đó. Mùa hè mới có. Ông xã mình á. Ông xã mình á. Nấu như vậy thì không biết ăn đâu. Nhưng mà xào với trứng thì ông xã mình ăn. Còn nấu mà đắng lắm. Còn không biết ăn. Hình như xào nó bớt đắng hay sao á. Sao hôm nay mình nấu đắng dữ à?
gì ngon. Rất là ngon. Đi ơi. Chấm hết từ. Từ mới ớt nào ạ. Mình nói xạo với Ryan là hết coca rồi mà Ryan đi vào trong đó tìm thấy rồi mọi người ơi. Mình không muốn cho uống coca nhiều, uống coca nhiều không có tốt á. Dấu mà anh tìm thấy. Nha, hôm nay là ăn phở. Mày đang cho cô chú coi. Đang đổ coca rồi. Đang làm gì đây? Đang hay làm đổ đồ đó. Đổ hoài à. Mình nhập ăn cũng phải đổ. Làm đổ xong rồi hả? Mình lau xong mình để gần cái đồ chơi của nó kêu nô. Nô cái gì mà nô? Xí. Xí chứ mà nô. Ốp, mẹ cũng làm đổ luôn. Thôi bé. Làm đổ luôn. Đổ cho đống ra luôn. Đổ tè le ra. Ok. Bây giờ mình nhìn ra ngoài đường không thấy bóng người luôn á. Lâu lâu vặt cái rèm cửa sổ ra nhìn xem có thấy ai mà chả thấy ma nào hết trơn. Giống như đang là thành phố đang ngủ. Không biết sao đây. Mà khí này nó độc như vậy, chẳng lẽ mình cứ suốt ngày mình ở trong nhà đúng không? Mà cũng phải đi ra đường thôi chứ chẳng lẽ trong nhà suốt như thế này. Nên là mình cũng hy vọng là cái nước Pháp này nó từ từ nó cũng xử lý được cái việc ô nhiễm như thế này chứ không là không biết làm sao nhỉ mọi người nhỉ. Tự nhiên đang yên đang lành tự nhiên xảy ra việc này chán ghê. Hai đang tính đi chơi cho cả nhà đi chơi đi dạo ngoài đường mà nay bị vậy rồi đâu dám đi được đâu. Đi ra ngoài đấy hủy khí cho chết luôn. Hỏi về Việt Nam luôn. Nước Pháp, nước người ta nói mấy cái nước ngoài là hả, không khí trong lành lắm mà giờ hả, không khí ô nhiễm như thế này đây, ai dám đi nữa.
Bỏ tay ra đây. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video clip này của mình nha. Nếu mà người yêu thích thì hãy nhấn thích và đừng quên đăng ký video clip cho gia đình mình nha. Và mình luôn chúc mọi người nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại vào ngày mai.